Trước đó, một người đàn ông 52 tuổi đến viện khám với những triệu chứng như là đau đầu, yếu nửa người kèm co giật. Sau khi được người bệnh thăm người bệnh được thăm khám và thực hiện cộng chụp hợp Chụp cộng hưởng từ sò não, các bác sĩ chẩn đoán anh này có tổn thương choáng chỗ vùng vỏ não vận động, có thể do u hoặc là nang ký sinh trùng trong não. Khi ca phẫu thuật được thực hiện, các bác sĩ đã xác định chính xác bệnh lý của anh này là u nang ký sinh trùng trong não. Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã tiến hành lấy ký sinh trùng dài khoảng 7 cm trong não người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là loại ký sinh trùng có tên gọi là sán nhái. Người dân có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng này khi ăn thịt ếch, nhái, gà, vịt và chim không nấu chín kỹ. Sán nhái thường ký sinh ở mắt người, rất hiếm khi có ở não. Và sau phẫu thuật thì bệnh nhân được tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng sinh.